Hi, chào bạn. Hôm nay là ngày số 6 của bài học Traveling này rồi. Và bài học hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau dịch một đoạn hội thoại sang tiếng Anh nhé. Bạn có thể dở sách của mình trang số 194 nào. Ok, chúng ta bắt đầu nhé. Rồi, chúng ta cùng bắt đầu dịch nào. Chào bạn, lâu rồi không gặp. Như vậy lâu rồi không gặp, chúng ta chỉ thì hiện tại hoàn thành đúng không nào? Như vậy chúng ta sẽ nói là hi. Long. À, chúng ta có cụm long time no see, là lâu ngày không gặp. Long time no see. Xin chào, mình vừa mới đi nghỉ về. Xin chào, hi. Mình vừa mới đi nghỉ về. Như vậy sẽ là I have just come back. Hoặc chúng ta có thể sử dụng thì quá khứ cũng được. From my vacation. Hoặc là from my trip cũng được, chuyến hành trình hay kỳ nghỉ. Ồ, bạn đã đi đâu vậy? Bạn đã đi đâu vậy? Bắt đầu bằng từ where. Điều này đã xảy ra rồi, thế nên chúng ta sẽ sử dụng thì quá khứ đơn đúng không nào? Where did you go? Mình đi Hàn Quốc. Ok, chúng ta có thể nói tóm tắt là Korea. Ok, Korea. Còn nếu như chúng ta muốn nói dạng đầy đủ sẽ là I went to Korea. Chuyến đi kéo dài một tuần. Như vậy sẽ là the trip lasted, kéo dài một tuần, one week. Chúng ta có từ last, động từ last là kéo dài. Bạn đã làm những gì ở Hàn Quốc? Ok, what did you do in Korea? Bạn đã làm những gì ở Hàn Quốc? Mình đã đi rất nhiều nơi như Seoul và Busan. Điều này đã xảy ra rồi đúng không nào? Như vậy chúng ta sẽ sử dụng thì quá khứ đơn. I went to many places like Seoul and Busan. Mình đã đi tắm biển. Tắm biển. Go to the beach đúng không nào? Như vậy ở đây quá khứ sẽ là I went to the beach. Thậm chí đi tham quan đền chùa ở các thành phố. I even, tớ thậm chí còn, went to church, churches, các đền chùa, ok, and temples. Đền là chùa, sorry, temple là đền, churches là nhà thờ, ok. Ở đây chúng ta sẽ ghi là pagoda, đúng không nào? Pagodas. Đi thăm các chùa và các đền. Chúng ta gọi đền chùa ở các thành phố. In cities. Các thành phố chưa xác định, đúng không nào? Thế nên chúng ta sẽ sử dụng in cities. Bạn đi một mình hay đi với ai? Như vậy sẽ là did you go alone, là đi một mình, or with somebody else, hay là với ai khác. Mình đi với đồng nghiệp của mình. Quá dễ rồi đúng không nào? I went with my colleagues. Đây là chuyến đi do công ty tổ chức. The trip was held by my company. To be held là được tổ chức. By someone là bởi ai. Bạn có thấy vui không khi tham gia chuyến đi đó? Và chúng ta có thể sử dụng là trong suốt chuyến đi bạn có thấy vui hay không? Đúng không nào? Chúng ta không nhất thiết phải dịch word by word nhé. Không nhất thiết phải dịch từng từ một. Như vậy sẽ là did you have fun? Hay là did you have a good time? During, hoặc là did you have good time? Không cần ai nữa. Okay, did you have good time during the trip? During the trip? Cũng bình thường thôi. Chúng ta cũng it was so-so. Hoặc là not bad, đúng không nào? Hàn Quốc không phải là địa điểm yêu thích của mình. Korea.
is not my favorite place. Vậy bạn muốn đi du lịch ở đâu? So, where do you want to go? Mình đã muốn đến Mỹ từ rất lâu rồi. Như vậy sẽ là thì hiện tại hoàn thành, đúng không? Bây giờ người này vẫn còn mong muốn tới Mỹ. Như vậy sẽ là I have wanted to go to the US for a long time. Mình muốn đi tới Washington. I want to go to Washington. Rồi dãy núi Rushmore Mountain. Và còn cả đại lộ danh vọng nữa. Chúng ta có đại lộ danh vọng chính là đại lộ Hollywood đó các bạn. Như vậy sẽ là Hollywood. And Hollywood. Ok, vậy nếu bạn đi Mỹ, bạn sẽ đi một mình hay đi với ai? Alright. So, if you go to the US, if you go to the US, will you go alone, đi một mình? Or, giống như câu trên đúng nào? With somebody else. Mình sẽ đi một mình. Mình muốn đi mọi nơi mình muốn. Ăn bất cứ gì mình thích. Quá dễ rồi. I will go alone. And I will go anywhere I want. Eat anything I like. Bạn thích ăn gì nhất ở Mỹ? What do you, what do you like to eat most or the best in the US? Tất nhiên là hamburger rồi. Of course. Là tất nhiên. Hamburger. Hamburgers. Hamburgers. Những chiếc bánh hamburger. Đó cũng chính là món ăn yêu thích của mình. That's my favorite dish. Ok. Chúng ta có dish là món ăn. Tuyệt. Ôi, mình muộn rồi. Mình phải đi đây. Hẹn gặp lại nhé. Great. Mình phải đi đây. Hẹn gặp lại nhé. Muộn rồi. Oh, it's late. I have to go. See you later. Ok, như vậy là chúng ta đã xong bài của chúng ta rồi. Rồi, các bạn có dịch đúng hết không nào? Và hãy so sánh đáp án của bạn với lại đáp án mà Hannah đưa ra nhé. Rồi, hẹn gặp lại bạn trong bài học tiếp theo.